Từ quả cà tím chúng ta có thể chế biến rất nhiều món, một trong những món đó là món cà tím chiên. Hôm nay các bạn cùng vào bếp làm món này với bếp nhà tôm nhé, với sự hướng dẫn của chị Hà. Các bạn muốn bếp nhà tôm chia sẻ những công thức gì thì các bạn hãy comment trong những video dưới video để bếp nhà tôm thực hiện trong những video tiếp theo nhé. Xin chào các bạn. Bếp nhà tôm đã quay trở lại và hôm nay bếp nhà tôm muốn giới thiệu với các bạn một món ăn từ quả cà tím. Đó là món cà tím chiên giòn, và nguyên liệu để làm món cà tím chiên giòn không thể thiếu là cà tím. Gia vị gồm có bột chiên giòn, muối và tương ớt. Và bây giờ mình mang cà tím sơ chế để làm món cà tím chiên giòn các bạn nhé. Cà tím đã được mình rửa sạch. Mình chuẩn bị sắt cà tím các bạn nhé. Nhưng trước khi sắt cà tím thì mình cũng chuẩn bị một thau nước. Mình cho một chút muối. Mình hòa tan muối và nước. Sau đó mình sắt cà tím, rồi mình cho luôn vào phần nước đã chuẩn bị này các bạn nhé, để ngâm cà tím trong vòng 10-15 phút thì mình vớt ra để ráo, rồi mình tiến hành bước kế tiếp các bạn nhé. Thì cà tím mình sắt khoanh tròn vừa ăn như thế này các bạn. Các bạn sắt khoanh tròn đều nhau. Các bạn sắt đến đâu thì các bạn thả luôn vào nước mình đã chuẩn bị đây. Cà tím nó không bị thâm. Thì rất nhiều món được chế biến từ quả cà tím này. Ví dụ như là món chiên, cà tím bung, cà tím xào. Rồi dần dần bếp nhà tôm sẽ gửi đến các bạn rất là nhiều món ăn từ quả cà tím các bạn nhé. Những món ăn từ quả cà tím nó rất là thanh mát, dễ ăn và cũng ngon miệng đưa cơm nữa các bạn ạ. Cà tím sau khi mình đã ngâm 10-15 phút cho nó hết cái nước chát, nó đỡ cái phần chát và phần thâm của cà, thì ta vớt ra, ta để ráo nước các bạn nhé. Chờ gà ráo nước thì ta hòa bột chiên giòn. Ta hòa sền sệt thôi, để tí nữa nhúng cà tím chiên các bạn nhé. Chuẩn bị bột và cà. Xong rồi, cà đã ráo nước rồi, ta đi chiên cà thôi. Tất cả các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong xuôi, và bây giờ chúng mình cùng đi chiên cà các bạn nhé. Chúng ta chuẩn bị một cái chảo, chúng ta cho dầu vào, đợi dầu nóng. Đợi dầu nóng thì chúng ta sẽ nhúng những miếng cà này vào bát bột chiên giòn và chúng ta chiên lên. Đấy, cái bột này là chúng ta đánh làm cho làm sao khi ta nhúng cái miếng cà vào nó cũng chỉ là một cái lớp áo vừa phải thôi, nó không bị dày quá, nó cũng không mỏng quá, thì món cà của chúng ta sẽ rất là ngon. Dầu được rồi, chúng ta bắt đầu nhúng cà, chúng ta chiên nào. Cà tím này thì quả cà tím sẽ chế biến rất chi là nhiều món, món ngon. Thì với video sau thì cũng bếp nhà tôm cũng mong muốn các bạn có những cái thực đơn chay rất là phong phú, bổ sung vào thực đơn chay của mình. Thì bếp nhà tôm sẽ hướng dẫn các bạn thêm món cà tím xào đậu hũ các bạn nhé. Đây, chúng ta để lửa vừa thôi,
chúng ta sẽ nhúng cho hết lượng cà mình đã chuẩn bị nha. Các bạn chiên với mức lửa vừa phải thôi để cho chín ở ngoài nhưng ở trong om om cái miếng cà của chúng ta chín và cũng rất là mềm. Và bây giờ các bạn nhìn thấy đây, miếng cà của chúng ta đây, màu vàng ở ngoài có màu tím, ngon miệng mà cũng đẹp mắt nữa, đúng không các bạn? Người ta nói là ăn bằng mắt đấy các bạn ạ. Đây, cà của chúng ta thế này là được rồi đây. Bây giờ chúng ta lên đĩa nha. Wow, rất là đẹp và ngon. Và đây là sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay, món cà tím chiên. Đây là sản phẩm của chúng ta, rất là đẹp mắt phải không các bạn? Rất cảm ơn sự hướng dẫn của chị Hà cho chúng ta những món ăn rất là ngon. Nếu các bạn thấy món ăn ngon thì hãy cho bếp nhà tôi một đăng ký. Và nhớ ấn nút để theo dõi những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.